những diễn biến mới nhất về chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua. Ngoại trưởng Kulepa tuyên bố Ukraine sẽ quyết định số phận của Nga. Nga cảnh báo các hoạt động đặc biệt của Mỹ ở Ukraine có nguy cơ leo thang. Tổng tư lệnh Ukraine và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thảo luận về tình hình chiến sự và vấn đề Biển Đen. Mỹ báo tin buồn cho ông Putin, tiết lộ quân đội Nga không thể chuẩn bị nhân lực huy động cho cuộc tấn công thành công. Bị đập tan bởi mìn và pháo binh Ukraine, cuộc tấn công mùa đông bị dập tắt ngay lập tức khi vừa khởi động. Ngoại trưởng Kulepa tuyên bố Ukraine sẽ quyết định số phận của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky cho biết quân đội Ukraine vừa giành lại một số vị trí đã mất vào tay Nga trước đây tại một số khu vực của mặt trận và đang củng cố chúng. Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, theo Pravda. Chúng tôi đã thảo luận về tiến trình của các hoạt động chiến đấu, tình hình căng thẳng nhất ở mặt trận Donetsk, nơi Nga tung ra tới 50 cuộc tấn công mỗi ngày. Các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Volida và Marinka, ông Zelensky nhấn mạnh. Chúng tôi đang tổ chức phòng thủ một cách hiệu quả. Ở một số khu vực của chiến tuyến, chúng tôi đã giành lại được các vị trí đã mất trước đây và đang củng cố chúng. Bất chấp áp lực liên tục của đối phương, chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm soát Bakhmut và đang thực hiện các bước để ổn định tiền tuyến xung quanh thành phố. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm, ông cũng lưu ý rằng chìa khóa thành công trên chiến trường là hỏa lực đủ mạnh. Điều này đòi hỏi một lượng vũ khí và đạn dược phù hợp. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cũng thông báo cho tướng Milley về hậu quả của cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn mới nhất của Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống phòng không và một lần nữa cảm ơn Mỹ đã cung cấp chúng cho Ukraine. Ông Zelensky cũng chia sẻ mối quan ngại về việc Nga sử dụng máy bay không người lái trên biển, gây ra mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải dân sự ở Biển Đen. Trong một diễn biến liên quan, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Vadim Kapiat của kênh truyền hình Ukraine ICTC, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kulepa cho biết Ukraine là một phần của châu Âu sẽ quyết định số phận của Nga trong tương lai. Nếu trước đây Nga với tư cách là một đế chế có thể quyết định số phận của Ukraine, theo quan điểm của châu Âu, thì giờ đây Ukraine với tư cách là một phần của châu Âu sẽ quyết định số phận của Nga, ông Kulepa tuyên bố vào ngày 10 tháng 2. Tuy nhiên, trong video phỏng vấn, ông Kulepa nhấn mạnh rằng ý kiến của ông không phải là quan điểm chính thức của Ukraine. Những tuyên bố của ông Kulepa được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm châu Âu mới đây và tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine đã kêu gọi các nước châu Âu đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine làm thành viên chính thức của EU. Nga cảnh báo các hoạt động đặc biệt của Mỹ ở Ukraine có nguy cơ leo thang. Việc triển khai các lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ mang đến những rủi ro khôn lường. Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cảnh báo. Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov đã trả lời các báo cáo gần đây rằng Washington đang tìm cách nối lại các chương trình tuyệt mật của họ ở Ukraine. Ông cảnh báo điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Khi được yêu cầu bình luận về một báo cáo đăng trên tờ Washington Post hôm 10 tháng 2 cho thấy ngũ giác đài có thể khởi động lại các hoạt động bí mật ở Ukraine, ông Antonov nói rằng mặc dù tuyên bố này chưa được các quan chức xác nhận, nhưng chắc chắn sẽ đánh dấu một sự leo thang lớn. Ông nói, những cuộc thảo luận trên trang của một trong những phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ về khả năng gửi lực lượng đặc biệt tới Ukraine là rất đáng chú ý. Những bài viết như vậy một lần nữa chứng minh rằng Washington muốn gây ra một thất bại chiến lược đối với Moscow và sẵn sàng đối mặt với những rủi ro khôn lường để có thể theo đuổi mục tiêu này. Báo cáo của Washington Post lưu ý rằng các quan chức quân sự Mỹ hiện đang thúc giục Quốc hội phê duyệt tài trợ cho các chương trình tuyệt mật vốn đã bị tạm dừng sau cuộc xung đột với Nga bắt đầu gần một năm trước. Theo tờ báo này, ngũ giác đài được cho là sẽ nối lại các dự án vào khoảng năm 2024. Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Joe Biden có cho phép triển khai lính biệt kích Mỹ hay không. Tuy nhiên, Washington Post gợi ý rằng
lực lượng đặc biệt có thể hoạt động từ một quốc gia láng giềng. Trước khi xung đột xảy ra, có đội hoạt động đặc biệt của Mỹ đã thực hiện hai chương trình ở Ukraine. Một trong số đó bao gồm nhiệm vụ cử các đặc nhiệm Kiev tiến hành trinh sát bí mật ở phía đông Ukraine. Ông Antonov tiếp tục cáo buộc Washington hành động như một đồng phạm với Ukraine, nói rằng sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột đang khiến thế giới hướng tới những hậu quả khó lường. Washington đã phê duyệt hơn 30 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Kiev kể từ năm ngoái, cung cấp một danh sách dài các loại vũ khí hạng nặng cùng nhiều thiết bị khác. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố những vũ khí này sẽ chỉ kéo dài xung đột, đồng thời thề sẽ phá hủy bất kỳ khí tài quân sự phương Tây nào được vận chuyển đến chiến trường. Tổng tư lệnh Ukraine và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thảo luận về tình hình chiến sự và vấn đề Biển Đen. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, tướng Mark Milley, đã chia sẻ mối quan ngại của ông về việc Nga sử dụng các phương tiện mặt nước không người lái, gọi tắt là USV của Hải quân, gây ra mối đe dọa với hàng hải dân sự ở Biển Đen. Tôi đã có một cuộc điện đàm với tướng Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp của mình về cuộc tấn công tên lửa mới nhất của Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương tiện phòng không. Cảm ơn vì đã cung cấp chúng. Tôi đã chia sẻ mối quan ngại của mình về việc Nga sử dụng USV Hải quân, vốn gây ra mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển hàng hải dân sự ở Biển Đen, ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Theo ông, họ cũng đã thảo luận về tiến trình chiến sự ở Ukraine. Tình hình căng thẳng nhất là hướng Donetsk, nơi kẻ thù tiến hành tới 50 cuộc tấn công mỗi ngày. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục ở các khu vực Volida và Mariinka, Zelensky viết. Chúng tôi giữ thế phòng thủ một cách đáng tin cậy. Ở một số khu vực có mặt trận, chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát các vị trí đã mất trước đó. Bất chấp áp lực liên tục của kẻ thù, chúng tôi tiếp tục kiểm soát Bakhmut và thực hiện các biện pháp để ổn định tuyến đầu xung quanh thị trấn này, ông đã viết. Theo Zelensky, chỉ có thành công trên chiến trường là các cuộc tấn công hiệu quả, đòi hỏi một lượng vũ khí, thiết bị và đạn dược phù hợp. Ông Zelensky cũng cảm ơn tướng Milley vì đã hiểu nhu cầu của lực lượng phòng vệ Ukraine để đẩy lùi cuộc xâm lược vũ trang của Nga, một đóng góp cá nhân quan trọng vào việc thúc đẩy chiến thắng của chúng tôi và cũng như sự hỗ trợ không ngừng cho Ukraine. Mỹ báo tin buồn cho ông Putin, tiết lộ quân đội Nga không thể chuẩn bị nhân lực huy động cho cuộc tấn công thành công. Quân đội Nga có thể đã cạn kiệt khả năng của mình ở Ukraine và dường như không thể chuẩn bị nhân sự được huy động cho một cuộc tấn công thành công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho biết điều này trong bản đánh giá chiến dịch tấn công mới nhất của Nga, Ukraine Firm đưa tin. Tất cả các đội hình được quan sát cho đến nay ở Ukraine đều không có hiệu quả chiến đấu trong các giai đoạn trước của cuộc chiến và rất có thể đã được tái lập với các binh lính được huy động. Quân đội Nga dường như đã không thể chuẩn bị các quân nhân được huy động của mình để tiến hành cuộc tấn công hiệu quả hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn kể từ khi họ được huy động, các nhà phân tích cho biết. Họ nói thêm rằng, các quan chức quân đội Ukraine và những tiếng nói dân tộc chủ nghĩa ủng hộ chiến tranh của Nga đang hạ thấp khả năng của Nga trong việc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở khu vực Donetsk trong hoàn cảnh hiện tại có lực lượng vũ trang Nga. ASW cho biết, các thất bại chiến thuật được báo cáo của các lực lượng Nga xung quanh Volhynia, khu vực Donetsk, có thể đã làm suy yếu thêm niềm tin của cộng đồng dân tộc chủ nghĩa siêu Việt Nga rằng các lực lượng Nga có thể tiến hành một nỗ lực quân sự quyết định. Bị đập tan bởi mìn và pháo binh Ukraine, cuộc tấn công mùa đông bị dập tắt ngay lập tức khi vừa khởi động. Cuộc tấn công mùa đông được mong đợi rộng rãi của Nga đã bắt đầu. Nhằm mục đích mở rộng quyền kiểm soát đối với khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, quân đội Nga đang tấn công vào phía bắc và nam thành phố Donetsk. Ở khu vực phía bắc, xung quanh thành phố Bakhmut, quân Nga đang tiến công một cách chậm chạp, mặc dù với cái giá phải trả đáng kinh ngạc. Ở phía nam, xung quanh Volida, tổn thất của quân Nga cũng rất lớn, nhưng họ không đạt được thành tựu rõ ràng nào có thể biện minh cho thương vong. Volida đang trở thành một cỗ máy xay thịt đối với quân đội Nga, với những tác động to lớn đối với cuộc tấn công lớn hơn. Cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Volida, một thị trấn có dân số trước chiến tranh
chỉ 14.000 người, nằm cách Pavlivka do Nga nắm giữ 1,6 km về phía Bắc, cách Donetsk 25 dặm hay 40 km về phía Tây Nam, đã bắt đầu vào thứ Hai. Có vẻ như một vài tiểu đoàn quân cơ giới của Nga cùng với vài chục xe tăng T-80 và xe chiến đấu BMP-1 và BMP-2 đã tiến về phía Bắc. Lữ đoàn cơ giới số 72 tinh nhuệ của quân đội Ukraine cố thủ xung quanh Voleda. Lữ đoàn đã đặt các bãi mìn dọc theo các hướng tiếp cận chính từ Pavlivka. Máy bay không người lái của lữ đoàn giám sát phía trước. Pháo binh của lữ đoàn được gọi vào. Người Nga biết điều này và lực lượng tấn công đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thô sơ. Đội xe tăng đã bơm nhiên liệu vào ống xả của họ để tạo ra màn khói. Ít nhất một chiếc T-80 mang theo máy cày mìn. Nhưng sự thất bại trong lãnh đạo và tình báo của quân Nga và khả năng kiểm soát hỏa lực pháo binh vượt trội của Ukraine đã vô hiệu hóa các biện pháp này. Đội hình Nga lăn vào bãi mìn dày đặc, xe tăng và xe thiết giáp bị phá hủy đã chặn bước tiến. Các phương tiện cố gắng vượt qua những con tàu đổ nát đã va phải mìn. Các chỉ huy phương tiện hoảng loạn chen chúc phía sau những chiếc xe tăng tạo khói đến nỗi pháo binh Ukraine được hỗ trợ bởi máy bay không người lái có thể bắn trúng đầu họ bằng cách cứ nhắm vào các đám khói mà bắn. Cuộc tấn công kéo dài cả ngày của quân Nga kết thúc với tổn thất nặng nề và phải rút lui. Những người sống sót đã bỏ lại khoảng 30 xe tăng và xe thiết giáp còn nguyên. Voleda là bằng chứng rõ ràng hơn về sự đi xuống trong hiệu quả quân sự của Nga. Các đội quân thiếu cơ sở tuyển dụng, đào tạo và công nghiệp mạnh mẽ có xu hướng trở nên kém hiệu quả hơn khi tổn thất ngày càng sâu sắc. Mong muốn duy trì tốc độ hoạt động, quân đội thay thế mọi đơn vị được trang bị tốt, được huấn luyện tốt nhưng đã bị thương hoặc bị giết bằng một số lượng tân binh tương đương. Nhưng không dành thời gian hoặc tiêu tốn tài nguyên để huấn luyện và trang bị cho những đơn vị mới theo tiêu chuẩn trước đó. Vì vậy, quân đội Nga ngày càng kém hiệu quả hơn ngay cả khi họ thu nhận ngày càng nhiều binh sĩ mới. Sự kém cỏi dẫn đến tổn thất thậm chí còn lớn hơn. Điều này khiến quân đội Nga phải tăng gấp đôi. Chiêu mộ thêm quân, huấn luyện họ, thậm chí ít hơn và đưa họ ra mặt trận, thậm chí còn nhanh hơn so với những lần tuyển dụng trước đó. Áp dụng mô hình bi thảm này cho Voleda và những thất bại của quân đội Nga sẽ có ý nghĩa hơn. Trong nhiều tháng, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 và số 40 của Nga chịu trách nhiệm về khu vực xung quanh Pavlivka. Nhưng thủy quân lục chiến đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công thất bại lặp đi lặp lại bắt đầu từ mùa thu năm ngoái. Có thể cả hai lữ đoàn thủy quân lục chiến hiện nay đều không có hiệu quả chiến đấu. Người thay thế họ dường như là lữ đoàn súng trường cơ giới 72, một đội hình mới và thiếu kinh nghiệm thuộc quân đoàn 3 xấu số. Lữ đoàn súng trường cơ giới thứ 72 được thành lập ở Tatarstan thuộc Nga và do đó bao gồm một tỷ lệ cao các dân tộc thiểu số là bia đỡ đạn cho đội quân chính quy. Bên ngoài Voleda, lữ đoàn 72 của Nga gặp lữ đoàn 72 của Ukraine và ít nhất cũng bị đánh bại nặng nề như các lữ đoàn thủy quân lục chiến. Nếu đây là điều tốt nhất mà Nga có thể làm sau một năm giao tranh rộng lớn hơn ở Ukraine, thì cuộc tấn công vào mùa đông đầy kịch tính của Nga có thể tốn kém và ngắn ngủi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.